Được rồi. Quân hầu, ta bãi cả quân hầu. Thôi giờ hỏi ông, hãy nói rằng ông không ra khách ta nghe. Quân hầu, ai có hỏi thì bày nói đi. Chúa công bận đấm tước cho bà vợ trẻ đó nghe. Trời ơi, ai cơ ơi, đâu có được vậy. Con sao biểu nó nói vậy thì còn gì là phẩm giá của ta. Quân hầu, nghe lời ta, đứa nào sai chạy ta chém hết kia chưa. Quân hầu, chị nữa, hãy nghe lời bà, đứa nào cãi bà bỏ đói hết anh nha. Thôi được, ta cũng xì hỏi trơ đó. Đâu, đấm chân nào đâu? Chân cho này nhà đấm. Nè, chân này phải không? À, à, nãy hồi cái gì vậy? Đi đấm cái gì mà dữ vậy hả? Sao vậy? Đấm thì phải đánh nhẹ nhẹ. Tay của chúa công trên càng đấm mạnh đau thêm mà không có hết nhất đâu. À, ta quên nha, để ta đấm nhẹ phải không? Đấm nhẹ nhẹ thôi. Đấm nhẹ. À, bóp nhẹ ha. À, gì nữa đó? Trời ơi, người ta biểu đấm nhẹ nhẹ chứ đâu có biểu nhéo người ta đâu. Trời ơi, nhéo đâu mà nhéo. Ai biểu ham vợ nhỏ, vợ trẻ làm chi khiến cho thân già phải khổ gì nè. Thôi đi, đi không có chịu đâu. Gì nữa đây? Đấm mà chúa công lại buồn cái mặt tí xị hà. Vậy chúa công đâu có thương yêu gì tiếp đâu, phải không hả? Ai cơ, ai cơ, vậy chứ bây giờ ta phải làm sao? Nè, chúa công phải vừa đánh chân vừa hát mới được á. Ai ai ai, thôi kỳ quá ai cơ à, ta bóp như vậy cũng được mà ha ha, được rồi ha ha. Thôi đi, nè, không có chịu hát phải không? Không chịu thì thiếp buồn, thiếp giận bây giờ đó. Thôi mà ai cơ, cũng được, hát thì hát, ca thì ca. Ai cơ định buồn, buồn thế nhà đâu có vui đâu.